Xin chào mấy anh em nha. Hôm nay Vương Mô Tô sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe Suzuki GZ 150A. Đây là một chiếc xe Suzuki GZ 150A nha anh em. Xe rất là đẹp nè. Xe này dán keo nguyên chiếc mới tháo ra nè. Xe lóc lết nè, mai mới chưa bông nha anh em. Xe này đời 2013 nha, GZ 150 2013 nha. Đời 2013 này là đời Việt Nam nha, chất lượng chứ không phải như đời sau nha. Anh em chạy GZ lưu ý nha, 2013 chạy rất là ngon. Xe này FI nha anh em. Xe này trang bị đầy đủ đồ luôn nha. Thùng nè, yên dựa nè, kiếng hậu nè, cản chống đổ nè, thùng thiết ở đây gắn thêm một cái thùng. Thùng này là để anh em về cái nóc này làm thêm, để anh em về gắn thêm cái thùng bự á, có một cái thùng bự làm sao để lên nó là vừa luôn. Còn anh em nào không thích thì tháo ra nha. Xe này gắn keo rất là đẹp luôn, mới tháo keo hết ra nguyên chiếc luôn á, rồi inox inox cũng sáng bóng luôn. Này, trang bị thêm hai cái đèn led đi ban đêm là khỏi sợ tối nha, đèn rất là sáng. Lát để lát mình nổ máy rồi mình test mấy cái đèn này cho anh em coi. Có gắn đại bàn luôn nè, có gắn đại bàn luôn, hai cái đèn led rất là sáng nha, đèn trước đèn sau rồi rất là sáng, rất là đẹp. Xe này chạy rất kỹ, mới lắm, mới tinh luôn, mới như trong thùng luôn. Mình xăng mình xiết các thứ rất là mới. Cái này nó vô hai cái bô gấp nha, hai cái bô đầu nha, hai cái bô dắt này rất là đẹp, nổ tiếng nó thoáng, nó mạnh thoáng. Thùng sau nè lăn bóng, viên dựa dứt đầy đủ, đồng hồ đồng huyết. Đây có gắn thêm cái này, cái sạc điện thoại nha, sạc điện thoại nè, để quạt đồ, mò thuốc đồ cũng được luôn. Cái này là bên hệ thống có đèn led, hai cái đèn led lúc nãy đó. Để lát mình nổ tiếng máy cho anh em nghe luôn, nên mình nổ tiếng máy luôn cho anh em nghe luôn, thử mấy cái đèn led đèn liếc luôn, rất là sáng luôn. Máy cái bô này rất là khỏe nha, này nó bốp sáng nó chống luôn. Đó, máy nổ này rất khỏe, cái bô nổ rất là hay nha, thoáng lắm nha, bô nổ rất là êm tai. Máy đây, máy êm ru luôn. Đây mới là hệ thống đèn của nó, hai cái đèn led rất là sáng luôn. Đây, cái đèn trước nha, một cái đèn trước nó đã sáng rồi, thêm hai cái đèn led nữa. Hai nút chỉnh nha, đây là bớt một đèn nè, đây là lên hai đèn là mới luôn, cái này luôn hai đèn luôn đó, hai đèn led rất là sáng luôn. Xe này đẹp cực kỳ luôn nha anh em. Máy đang nổ luôn nha anh em, rồi GZ 150 nha, đời 2013 nha. Rồi anh em nào thích cái xe này thì liên hệ em, số em điện thoại em 0906859709, ở hẻm 143 đường Phan Anh. Anh em vô coi xem, nhớ đăng ký kênh đi, rồi có xe mới mình quay lên cho anh em xem. GZ 150 nha, rất là đẹp, từng chi tiết luôn, phục phiết inox còn rất sáng bóng. Rồi anh em nào mua thì nhanh tay điện thoại giùm em nha, chốt giá giùm em nha.
Rồi chào mấy anh em nha.